Hello, xin chào mọi người. Người chào mọi người đến với channel mình là Frankie. Chip. Ok, và hôm nay mình sẽ chơi một cái add-on ở video nha. Mình sẽ giới thiệu các bạn một cái add-on mà chắc chắn tụi thôi các bạn nào ai cũng biết rồi, đó chính là Dragon Ball Son Goku các bạn. Son Goku. Ok, cho mình tỉnh không nhìn. Rồi quẩy rồi em ơi. Ok. Đây này bạn. Đây này ấy. Ấy ạ. Ấy. Ôi sao bánh này. Ok. Lúc nhìn. And player. Đầu tiên xem hôm nay có gì không. Không. Hôm nay không gì luôn. What the. Cái gì đây. Kamalina đây. Khi Plasi ba 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 gì đây. Bao wow cái phải bạn nhiều vũ khí nè như thật trời ơi dễ xuống dễ là các bạn đã biết mình không biết các bạn thật đây là quần áo mình sẽ lấy quần áo của Son Goku à Son Goku sao ngon tóc nhở đờ ok này mặc thử xem ra cái gì. Được, rất hoành tráng. Đi lấy cái này gì, cái này là cái gì? Hờ, cái này anh kia nhá. Cái này gì đây? What the fuck? Cú trưởng Kame ha. Bùm. Kame ha. Ủa, gì đâu? Ha. Vãi, cái này không phải cái này gì water this ok thành công vừa mình thích cái này nhất nè boom vừa nổ nhẹ luôn sao nó nổ cái này nhá nó nổ được tường sao kỳ ta mấy nổ được cái gỗ boom Kame ha. What the fuck? Các bạn nhìn thấy gì không? Vãi. Đây rồi, đây là anh ấy rồi. Chào anh này tên gì? Mình quên mẹ cái tên rồi nhưng mà đù. Cảm ơn anh này. Đi đây. Deadpool. Mình này cực kỳ hay. Cái này add-on cực kỳ hay các bạn ơi. Cái này gì ta? Mother shit thôi nhiều ơi. Đây là làng của Dragon Ball cực kỳ nhiều luôn các bạn thấy chưa. Đây là mấy thanh niên nào cũng giống nhau mà rất đẹp trai rất bự bùm bùm đó phải nhà nhân làng quậy phải nhà em đang anh ơi bùm bùm cây okay, còn gì nữa không nhở sao không cái mũ cái tóc cũng đổi gì đấy trong week rất nhiều quần áo luôn mình sẽ thử từng bộ và ok bây giờ mình thay bộ khác bộ nào ta nhầm lấy bây mình sẽ lấy bộ này bộ này xấu lắm bộ này xấu đi này như đấy. Ồ cái này cực kỳ sướng luôn anh ơi. Chơi rồi đi phá nhân làng rồi lửa ơi. Sướng. What the. Goku weak. Không mấy cái này xấu lắm. Mấy bộ này điểm nhất này. Bộ điểm nhất này, bộ cực kỳ đẹp luôn. Đây là bộ của Goku. Ấy các bạn thấy không? Phê luôn, nhìn mặt rất đẹp trai, đeo kính, mặt cứ cười nhìn nhắm hiểm vớ là. Ủa còn mấy cái này nhiều mình quýt cái gì ta. Còn ở cái gì nữa nè. Tết Pan cực kỳ nhiều đúng không ạ. Rồi cái này nữa, rồi ok mình sẽ đi thử nghiệm. What the fuck. Cái này nhớ các bạn. Ủa sao tắt nhà rồi.
Ok. Rồi, bịt nhạc rồi. Vl. Cái này. Mình biết gì luôn á. Gì vậy ta? Đặt cái này tiếp. Mày chết đi. Cái mẹ à. Bùm bùm mày. Mày. Mày chết đi. Ok, đợi xem nó còn quay không nhé. Vẫn còn quay sao, sao? Chơi tao à? Ok. Nhìn nè. Ủa các bạn đánh bay cực kỳ phê luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo thử một cái thứ khá điên rồ và có thể gây lag máy. Các bạn không nên thử quá nhiều nhá. Bởi vì ở video lần trước của mình đã bị ngu người lag máy mẹ ra rồi. Ok, đó chính là Wither. Fuck up. Nó sẽ phá hại dân làng và mình sẽ bảo vệ dân làng cho dù từ nãy giờ mình đã phá dân làng. Nghe có vẻ vô lý phết nhỉ. Đu, mình đã phá dân làng đúng hơn. Mà chơi đi, bùm 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 bùm. Bùm 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 bùm. Cái này lửa này như là mấy cà mê cà mê này. Cà mê hô. Đâu rồi? Chưa rồi. Em đâu rồi? Mày trốn bố mày hả? Đánh bằng cái kiếm. Kiếm này nhá. Này Z-Quốc và dùng cái kênh này. Katana. Cái này nữa. Powerball. Cái này nữa. Ok. Tụi team sẽ sử dụng lại. Tại này. Ok, tiếp đến là đoạn này. Cũng bằng nhau rồi này. Thôi mình không ngu người nhá. Thôi để yên cho nó sống hoặc là lắc máy. Thì đó mình chỉ thử nghiệm cái thơ rồi thì chắc ngu rồi. Ngu rồi. Ngu người rồi. Ngu người rồi. Ngu người em rồi. Đừng có lép nhá. Đừng lép nhá. Tôi xin mày á. Tôi xin mày á, đừng có lép. Đừng có lép. Đừng có lép. À, thôi chắc mình sẽ cắt khúc này nha các bạn. Mình sẽ cắt cái này. Chào các bạn nha. Mình đã chơi lại rồi. Thôi mình khuyên bạn một điều là khi có quay cái gì liên quan đến đến nổ gì vậy thì các bạn đừng có bao giờ đặt cái thơ nhé. Ok. Thì mình ở đây mình tạo hình mới rồi. Chứ lát vãi. Đây rồi, thì sẽ bây giờ mình sẽ là người xấu và phá dân làng. Thì hay map này cũng khá là hay nhờ. Quá hay luôn. Deadpool nè, cái này là chỗ cầm rất đẹp. Gì? Camera key nè. Camera. Cái này ok. Rồi, biển đâu rồi? Đây rồi. Camera 2 nè. Mình sẽ lấy vũ khí. Đấy, vũ khí này chắc không cờ đâu, cái này cũng bình thường thôi mà. Cái này cái này. Lấy cái này. Rồi xong, cái này mình không biết làm gì luôn á. Cái này nhá. Này. Quăng đúng sạch đâu mày. Ấy, bị mất luôn. Con này cũng không biết đâu gì nữa. Camera. Cái gì, cái này làm sao ta?
bùm, cái này là Kamehameha, nó nhỏ, nó khá là nhỏ nên là Death Ball Kame bùm. Chẳng được cái gì hết á. Ok, mình sẽ tạo trứng con này đi. Rồi, chơi là con zombie nè. Oh, what the... Let's see, no way. Trứng no way. Rồi, sao con Hemenit lấy gì đây? Giữ đi, what the... Không gì đó, không gì nhầm mà. Đâu rồi, đây rồi. Đây là trứng của zombie các bạn. Tôi sẽ tạo được nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Mình sẽ đi mình là băng nhóm zombie và đi. Mình là boss. Ok, mình sẽ giết cả zombie. Bum bum, không kiếm này. Nhớ tiếp. Bum. Một cái là bum một ngôi nhà luôn. Thấy chuyện thấy vô nát nhà luôn. Bọn mày chạy đâu? Mình biết mày không? Mấy mày không? Cho đổi hả? Mày chết hết rồi. Bum. Ơ xin nó biến zombie này. Ủa? Sao biến zombie rồi? Giết chết rồi hả? Bùm. Bùm. Ok. Bùm. Ok. Bùm. Trời ơi. Ha ha ha. Bùm. Tao là Son Goku nổi điên. Ông ơi các bạn, mình không biết gì là Son Goku khi biến là thành con thú gì đó. Bùm. Mày. Bùm 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 bùm. À, em kiểu chưa chết à. Đu bay. Cái này cầm đi BB thôi rồi, đúng rồi. Mày biến đi á. Bùm 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 bùm. Nói chị châu. Xong. Chỗ sau kia bốc cháy mà. Mày nếu tao phá hết. Ủa sao kim cương đồ á. Nhiều quá. Ok, để mình xem. Từ một ngôi làng đẹp bây giờ biến thành một ngôi làng ấy, còn mấy em đó kìa, ta không cho bọn nó sống hết. Mày vãi thật. Thì các bạn hãy nhớ là mình sẽ để link ở dưới nha. Và là cực kỳ sướng luôn. Cái này kiểu như là đi cầm cái này mà đi Skyward thôi rồi. Một hit là đảo bên kia bể. Trời ơi, mình chỉ một cú là nát nhà con lợn kia. Không lợn mình sẽ dùng Kamehameha. Chết mày đi. Chết mày đi. Ủa? Chết mày đi. Ủa? Chết mày đi. Mày ta dùng cái này ăn không? Lợn đã chết. Ủa cái gì kìa? Kamehameha là gì ta? Cái này dùng sao được? Mình không biết làm của nó. Bum 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 bum. Được, dân làng bây giờ chỉ còn là cái này. Dân làng bây giờ chỉ còn là cái này. Mình sẽ không cho bọn nó sống sót hết, kể cả zombie. Bọn mày đừng có sống đấy nhá. Sao nhiều nước rồi ta? Đó thì mình sẽ tạo thêm mấy con nữa. Xem trong đây có gì không nhỉ? What the fuck? Dragon's Breath Fire. What the shit? Cái gì đây? Ủa, uống không nữa được.
Vật cơ. Cái này mình vô mình biết này, nhìn đi. Bum 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 bum. Thật kinh khủng, nó bốc lửa luôn. Chết chưa, từ một con làng ai. Còn sót lại em này á, bên trong không người, nhưng mà chỉ cần là xong. Vật đã to này, cực xuống các bạn. Mình sẽ solo xuống cái này. Ok, một bãi nhỏ như có lửa, một bãi cũng khoảng bằng như không có lửa nhưng mà sâu hơn. Ok thì để xem còn gì đúng không nhỉ. Oh, work. Trời ơi, nó kiểu như là gần như lửa tới cái đồ luôn nè. Cục xít gì đây, cục đậu hả, là một cái cờ lời nè. Nhưng mà mình thích hai này nhá nè. Đó, ra lửa luôn. May nó. Ok. Thế chắc cái tự mình gần đây là cái token là cái đợt. Nào trong nó thích hãy cho mình like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Bye bye, see you and high five.